Hello, xin chào tất cả anh em đam mê xe cộ ha. Hôm nay mình sẽ rã một con Future 1. Xe này đang nổ máy nha. Xe này không phải là máy chết đâu nha anh em. Nói chung là xe đang nổ máy im. Mình sẽ nổ máy anh em xem luôn và quay chi tiết để báo giá anh em luôn nha. Rồi không để mất thời gian của anh em nữa, vô vấn đề luôn nha anh em. Bữa nay em thịt mấy con xe sẵn đây quay video chia sẻ đến anh em xem tham khảo nha. Hôm nay về ba con quay S Thái đầu nội bích nha. Ở đây em bán anh em nè, tiền nào của nấy anh em nhớ rõ, tiền nào của nấy, tại em bán là đồ toàn bộ là đầu nội bích, đầu chưa gớt. Còn chẳng hạn như đầu gớt rồi thì giá nó khác, còn cái đầu mà nó chưa gớt giá nó khác. Nói chung là tùy theo, chẳng hạn như bây giờ anh em ra anh em mua cục máy mà đầu nội gớt rồi thì nó giá nó phải khác, nó phải rẻ rồi, đúng không anh em? Còn anh em mua chiếc xe mà đầu nội chưa gớt, chưa qua sửa chữa gì, giá nó phải khác rồi đó. Nhưng ở đây em chọn những chiếc xe nào máy giữ đầu nồi chưa gớt em mua về ha, em mua về em rã rồi món ra em nhường cho anh em chơi, bán anh em chia sẻ anh em chơi đó, là em nói là như vậy. Đây những con quay S Thái và con Future 1. Future 1 đầu nồi chưa gớt nha anh em, máy là em sẽ test cho anh em nghe máy trên xe luôn đàng hoàng, còn im. Còn anh em nào có thiện chí muốn mua gần ở Sài Gòn thì cứ qua nhà em, có địa chỉ rõ ràng ha, 1982-27-12 đường Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè nha anh em, nghe kỹ nha. Thị trấn Nhà Bè, anh em qua đây em sẽ bớt tiền xăng cho anh em và anh em coi đồ trên xe trực tiếp luôn ha, chứ không phải là anh em mua đồ chết là xả ở dưới rồi bán anh em ha. Em toàn bộ em mua xe là xe em toàn bộ là chính chủ nha anh em, em mua xe chính chủ, toàn bộ chính chủ. Anh em muốn mua xe đứng em sẽ bán xe đứng, xe đứng là nguyên con em bao hồ sơ, chẳng hạn như chiếc Phương Trời này em bao hồ sơ anh em ra tên hả 19 triệu ha. Đó, còn anh em không chơi nguyên con thì em xả đồ món anh bán anh em vậy thôi ha. Rồi em sẽ rã con này rồi em báo giá chi tiết để anh em xem, anh em tham khảo luôn nha. Đây mấy con quay S nè, mấy con quay S mới về 2-3 ngày nữa em về đâu 4-5 con quay Thái nữa để phục vụ anh em quay Thái nha. Ở đây em làm đồ Thái không nha anh em, quay Thái nè, phu chờ Thái nè, với quay S Thái nè, ba dòng này nha anh em, với đồ của quay Trâm Thái với Diêm Thái đâu nè. Nói chung đồ máy đồ là còn rất là nhiều đó em, đồ để em quay sơ anh em coi nè, đùm đĩa này khi nọ còn nhiều lắm nha anh em. Rồi không để mất thời gian nữa em vô vấn đề luôn à, quay chi tiết báo giá anh em luôn nha. Đây em sẽ rã con này nha. Rồi anh em nào xài món gì thì cứ inbox cho em ha, dưới màn hình có số điện thoại, rồi em sẽ báo giá từ món luôn nha anh em. Bây giờ em sẽ test máy trước nổ cho anh em. Xe này là đầu nội bích nguyên zin một đời chủ ha, mua từ 2002 tới bây giờ luôn nha anh em. Đó, máy đây anh em. Máy là không nồi, là không giọng, không uống nha anh em. Dên anh em nghe nè, dên là em ru luôn. Đây, đầu lòng đây. Đầu lòng sạch sẽ nha. Đây bộ mẫu đây. Đó, em bán đồ là bán đồ gớt từ trên xe xuống, máy móc nổ cho anh em coi, không khói nha. Đó bình xăng đó đây. Rồi từ từ em mở ra, từ từ em review cho anh em coi luôn. Mình bán đồ là bán từ trên xe bán xuống luôn, chứ không phải là đồ chết mà nằm mà quay video đi chia sẻ với anh em nha, không phải đồ chết nha, bán từ món trên này luôn. Còn anh em nào muốn mua xe đứng nguyên con bao hồ sơ 19 triệu nha anh em nha. Xe nói chung là chân cẳng rồi vàng bạc rồi còn liền lạc nha. Cây bô này đẹp nhất là cây bô nè, cây bô cọp lắm nha anh em. Đâu nè anh em nghe nè, em bán thì em bán từ trên xe rớt xuống, rồi không để mất thời gian nữa tắt máy báo giá luôn nè. Đây cặp phục trước nè anh em, báo trước nha, cặp phục trước thì em bán 650 ngàn đó, bao anh em là ti đẹp nè, chưa chạy suốt nè, anh em thấy rõ không đó, 650 ngàn. Con heo dầu trên dưới hả, bán anh em 800 trên dưới nha anh em, đẹp nha. Giá nào, tiền nào của đấy nha anh em, đẹp thì giá bán có giá khác, còn với anh em mà hô rẻ mà đẹp thì không có đâu nha. Đây cái đĩa còn đẹp nè, chưa bị khuyết nè,
nó xài chung với ZX với quay thái được nè. Nó em bán nguyên bộ bánh luôn, bánh trước bánh sau nè, câm đùm niềng còn nguyên zin, niềng còn đẹp nè, niềng trước nè. Thì một bộ này em bán anh em 1 triệu nha, câm đùm niềng đẻ luôn đó, câm đùm niềng đẻ luôn 1 triệu. Còn dàn áo liền lạc có gỉ bắp nhẹ em bán anh em bộ dàn áo này giao lưu với anh em ha, dàn áo 900 ngàn, ok không? Bộ dàn áo 900. Còn cây bô này em bán anh em 1,8 triệu nha, anh em nào nói mắc rẻ thì cứ lên mạng mà sạch nha. Cây bô dinh theo xe mà giờ mà 202 mà nó cỡ này là hơi bị hiếm nha anh em. Em nói thật với anh em luôn á, cỡ này là hơi bị hiếm, bô zin theo xe nha chứ cổ còn zin hết luôn nha anh em. Rồi cặp phục sao bao đẹp, bao nhún nhảy 600 ngàn nha anh em, tiền nào của đấy. Anh em thấy không, phục zin chưa xì nhớt, nhún nhảy còn nghiêm nha, phục đẹp nha anh em, 600. Đó, bảo anh em hết luôn. À, ghi đông nè, ghi đông bao tay, gù luôn em bán 4 sị, bữa nay chơi đẹp với anh em báo giá anh em từ món luôn đó. Gắt chân 2 tầng 4 sị đó, gắt chân 2 tầng nè anh em, còn còn gắt chân 2 tầng không bị like rồi anh em ơi. Trời này bị like gắt chân rồi, xóa đi anh em nha, like rồi. Rồi tới mở trong, đây thùng xăng, thùng xăng sơn zin còn đẹp nha, luôn bát bán 800 nha anh em, đó thùng xăng bát yên 800 ngàn, bát đẹp cực kỳ nha anh em, tháo ra vệ sinh một cái là mới chát. Đây thùng xăng nước sơn zin đẹp nè, rồi để mình tiến hành mình xả nha anh em. Giờ mình cỡ đồ nó ra đi, báo IC với anh em luôn. Đây anh em, em gã dàn áo xuống hết rồi, giờ mình quay ở trong anh em xem ha. Đây dơ ghê rồi anh em, dơ sình đất không nha anh em, nhưng đẹp lắm nha, thường chùi một cái là bóng ngáo luôn đó nha anh em. Đó anh em coi nè, chùi cái nè bóng ngáo luôn nè, chỉ có dơ thôi, người ta đi không kỹ, người ta không rửa, nhưng mình rửa là đẹp lắm nha. Xe này ở trong còn cọp lắm nha anh em, đây IC rồi còn zin hết nè. À IC zin full cho một nha anh em. À, những con ốc này anh em thấy không, chưa một lần mở luôn, một trước phục trên. Xe này chủ đi nói chung là người ta rửa ở ngoài, mình nghĩ là chắc xe này ở vùng núi hay sao anh em, chạy mà sình bùng rồi nó lên tới trên đây luôn nè, ta rửa hoài không rửa trong nè anh em. Nhưng ở trong anh em thấy nó dính dơ vậy, nhưng mà mình chùi lại nó đẹp nè anh em thấy rõ không, xuồng còn rất là đẹp nha anh em. Đó thùng xăng đẹp lắm nha, thùng xăng này nó xuyên zin nè. Còn ở trong đây bình xăng, đây xăng nhỏ đây. À, bình xăng nhỏ. Đây đầu lòng là HPN-4 nha, đầu S tăng đa chưa mở nha anh em. Ốc coi xăng chưa mở luôn nè. Anh em nào lấy bộ lòng, bộ đầu lòng này em bán với giá là 3,5 triệu nha. Nha anh em, 3,5 triệu. Nha, S tăng đa mà 3,5 triệu hơi bị hiếm nha, còn cái nồi nữa nha. Nồi chưa gớt, để mình gớt nồi rồi ra. Đây dây điện nè, nguyên zin nha anh em, dây ở này dây dầu nó lộn dây điện đó. Còn anh em nào lấy heo dưới thì mình bán heo dưới nha. Chung mình báo giá anh em á, anh em tham khảo, còn anh em thiện chí thì cứ gọi điện trực tiếp bất kích bạn Zalo với mình đi, rồi mình báo giá nó chuẩn hơn. Khi mới gã ra thì nó không chỉnh giá đâu. IC mua pin sườn anh em mới rõ không?
Đó, viên zin hết nha anh em. Không lai like món gì nữa. Nguyên sườn đây. Bữa giờ thôi, bác mình đẩy ra mình xịt một cái là sáng dớ luôn nha anh em. Rồi, mình chia sẻ đến anh em như này thôi đó. Anh em muốn xài cái gì nữa inbox cho em nha. Bác em rửa thêm ở trong một cái anh em coi nha. Mình nói chung là mình không rửa thuốc rửa gì nha anh em. Mình rửa xà bông. Lát rửa đưa anh em coi luôn. Rửa xà bông, cái này là chỉ cần xịt nước là sạch, khỏi cần xà bông nha anh em. Xịt nước là sạch, ba xịt này nè, xịt đất mà. Anh em thấy không? Đó, xịt nước là sạch, khỏi cần xà bông. Đừng chi mà nói mà quá chắc. Đó, em bán là em bán xe đứng, em nổ máy lần nữa cho anh em coi nè. Đây, chìa khóa nó nha anh em. Nè, chìa khóa nè. Đó, máy nổ nha. Anh nghe, anh em nghe không? Máy cực kỳ im. Nhưng anh em nghe cái tiếng đặc trưng của thằng Honda mình, cái tiếng Syncam nó hay kêu lách chách, anh em nghe rõ không? Đó mới gọi là zin nha. Còn mà anh em không nghe tiếng này là người ta thay Syncam nha anh em. Nè, lồng nhôm là chiếc nào Honda quay Thái cũng vậy nữa. Người ta đi mấy chục năm mà buộc và tiếng Syncam nó kêu lách chách nhẹ. Là gọi là sao anh em biết không? Là gọi là Syncam nó còn zin, nó nói chung là chưa đụng. Có tiếng chách chách nhẹ. Còn đây qua lăng chưa mở nè, một lát mình mở ra còn cái lửa của nó cọp nha anh em. Mấy cái này mà chưa mở là qua lăng ở trong này cọp dữ lắm nha. À, cục máy này cọp nha anh em. Không hề thấy nha, mình rửa đây á, mình rửa sạch sẽ cái mình rửa tiếp nha anh em.